Hello anh em, chào mừng mọi người đã trở lại với Kanki. Mình là Khanh. Và ở trên bàn mình đây là một con phím được gửi từ Sói Ghe. Cảm ơn anh đã gửi sớm cho em để em có dịp trên tay và review cho mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta cùng unbox. Ở đây bên Sói Ghe Packing có dán một cái sticker cảm ơn rất là hay. Đây, còn phím của chúng ta sau bao ngày chờ đợi thì cũng khá nhanh thôi. Anh Huy bên Sói Ghe gửi cho mình con này từ hôm chiều thứ bảy và chiều thứ tư mình nhận được từ Hà Nội gửi vào. Đây, hộp rất là đẹp, cứng chắc. Ui, mở ra là thấy một em màu trắng rất là xinh tươi nằm ở trong hộp, khoái liền. Rồi, mình sẽ đặt con phím qua một bên nữa đó. Rồi, trong hộp mới còn. Thì ở đây là một cái bộ nút màu để thay thế cho phím Space Enter với lại nút cấp với lại một số cái nút của Mac OS. Rồi, đây là cáp Type-C màu trắng. Vì nó màu trắng thì mình sẽ hạn chế xài. Và đây là cái USB Receiver với lại cái keycap kết hợp với lại cái key binder. Ở đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng warranty card. Phía bộ hộp này có một cái thư cảm ơn của Fantex. Ở đây là một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng mà mình thấy là nó chỉnh chu nhất từ trước đến giờ của những con phím ở bên Trung Quốc. Giấy làm bằng giấy da cá và ghi hoàn toàn bằng tiếng Anh, rất là nhiều mục. Thì mình thấy cái quyển này là nó làm chỉnh chu nhất từ trước đến giờ của mấy con phím ở bên Tàu. Thì anh em lưu ý là đọc kỹ những cái quyển sách hướng dẫn sử dụng để mình nắm một số cái vấn đề, tại vì mình hay thấy mấy anh em hỏi về cái nút win nó bấm không được, bởi vì anh em lỡ bấm vô cái nút lock win nên là nó bấm không được thôi, hoặc là nó bị swap vị trí hai cái nút Alt+Left với lại nút Windows, thì cái đó là do anh em lỡ tay bấm qua bên cái chế độ Mac thôi đó. Anh em nên đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng của những con phím trước khi xài để mình có thể nắm rõ được một số cái sự cố mà nó có thể xảy ra trong quá trình mình xài. Rồi, nhân vật chính của chúng ta. Đầu tiên là chúng ta sẽ cân nó luôn. Con này có khối lượng là 778 gram, khá là nhẹ. Con này bỏ ba lô mang đi làm rất là hợp. Rồi quay trở lại với con phím của chúng ta thì con này mình mua với giá là 2,1 triệu, và với 2,1 triệu anh em sẽ có gì? Anh em sẽ có một cái layout 68 rất là đẹp. Cũng không hẳn là 68 nữa, bỏ một nút ở đây rồi nên là nó sẽ là 67 nút. Còn cái layout này gọi là layout 65%. Stop của nó khá là ổn. Rồi chúng ta có một cái núm vặn màu vàng đồng, nó hơi ngả qua màu trắng, rất là sáng và bóng. Kèm theo đó là cái layout có cụm arrow tách rời nè, với lại cái cụm nút điều hướng cũng tách ra. Thì cái layout này nó đẹp hơn cái con VN66, bởi vì cái cụm này nó tách ra, với lại cái cụm này nó để đủ 3 nút luôn, nó có nút delete nữa, rất là dễ dùng. Rồi cái phần núm này để mình cắm lên mình test thì vặn khá là ổn, mấy cái nấc của nó rõ ràng và nhạy, ấn xuống là mute nè.
Còn về ngoại quan con này thì mình cảm thấy anh em biết nó giống cái con nào không? Nó giống cái con K75S. Tuy nhiên là cái núm nó không có bị đần đần giống như con K75S, rất là may mắn. Thiết kế bên ngoài thì nó y chang cái con nó luôn, nó chỉ cắt đi cái hàng F đi thôi. À, cái phần vỏ của nó làm nó cũng chỉnh chu hơn con kia làm rất là tệ. Kiểu nhìn nó rẻ tiền á. Còn con này thì hoàn thiện tốt hơn nhiều. Cái công tắc nó có một cái nút nhựa để gạt ở ngoài đàng hoàng, chứ không phải là giống như cái con kia là một cái công tắc chìa hẳn ra ngoài cho mình gạt luôn. Thì đây nhìn rất là đẹp. Ở dưới là nó có năm cái fit, hai cái kickstand này dạng hai nấc luôn, rất là tốt. Con switch đang lắp trên này là con Gateron Cap Milky Yellow, tên khá dài, rất là nhiều tiền tố. Nè, cái con cáp thì cái phần đáy của nó, cái phần stem hole nó sẽ có một cái lỗ và nó to hơn, và cái vành tròn của nó sẽ to hơn những con Gateron khác đó. Cái bản cáp nó sẽ có một cái lỗ như vậy, thì bên nhà sản xuất kêu nó sẽ phát khí và nó cho cái âm khác đi như thế nào á. Rồi cái phần led của con này, cái led của con này nó sáng hơn những cái con phím khác mình từng cầm, mặc dù là đây là đang lắp con switch Milky rồi đó. Cái phần keycap stop của họ làm khá là thưa để cho nó những cái rãnh giữa phím đó, nó to ra, nó xuyên led lên khá là đẹp. Nhưng mà một số anh em sẽ không chơi led, anh em sẽ không thích cái điều này, bởi vì khi mà tắt led đi nhìn nó rất là thưa đó. Con này là full mạch thuận hết luôn, chứ nó không có nửa vời giống như con VN66. Thì trong video lần trước mình đã nói rồi, con VN66 nó một hàng trên cùng nó mạch thuận, hàng trên cùng nó bất đắc dĩ phải mặt phải làm mạch ngược thôi. Còn con này là mạch xuôi hết luôn. Anh em lắp switch stem ngắn và có thể chơi switch linear rất là thoải mái, không lo bị cấn cái cáp. Và cái cấn cái cáp nó xảy ra khi mà anh em xài cái cáp profile cherry thôi, còn những profile khác thì không có bị, nên anh em không cần phải lo cũng như là lăn tăng những cái profile khác, nó chỉ bị với lại cherry thôi. Mà con này mạch xuôi nữa nên anh em chơi thoải mái, chơi tẹt ga đi. Rồi nói nãy giờ thì chúng ta sẽ tiến hành sao test một cái nhẹ, rồi chúng ta đi vào mở con này ra nha. Mình phải thay cái con switch tắt tay và cái phím space mới được. Con này là con switch orange, một cái con chiến thần của mình xài trong rất là nhiều video sau test.
Bởi vì hồi nãy khi mà lắp cái phím space bằng Linear thì gõ nó nghe nó cứ bị tịch tịch sao á. Nhưng mà hóa ra là do cái này nó lắp keycap. Cái con này á, riêng cái nút space thì nó là mạch ngược, nên là khi mà lắp cái này lên thì gõ nó hơi bị tịch. Để mình lắp lại cái con mình lắp lại cái con này mà mình quay space lại thế này. Đó, giờ nó mới đi hết hành trình nè. Còn hồi nãy là bấm xuống nó bị nghẹt lại. Đó, bấm xuống nó bị nghẹt lại, nó không có bottom out được nên nghe nó cứ tịch tịch kiểu gì á. Hóa ra là do cái con switch ở dưới cùng này là nó quay ngược lại. Khi mà lắp con space quay ngược lại thì nó xuống bottom out được, thì nó lộ ra cái điểm tích của nó ở đây. Đó, cái thanh space nó bị ticking. Và con này mình thấy là gần như là nó y chang con K75S sau khi mà mình phát hiện ra cái nút space nó quay ngược nữa. Thì nó giống y hệt con K75S. Con K75S cũng layout xui hoàn toàn, nhưng mà cái nút space nó lại bằng ngược. Nhưng mà rất là may mắn con này nó ngon hơn con K75S. Chứ cái núm nó không có bị đần đần giống như con đó. Rất là may mắn. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bun hết keycap switch ra. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau mở cái con này ra nha. Con Ratagon Cap này mặc dù phân khúc nó cao hơn cái con Gap Pro Mickey, nhưng mà cái vỏ nó lại rất là ợp ẹp và nó bị kiểu sao á. Mình thấy nó không có tốt bằng cái con kia, mà cái âm gõ nó cũng khá là kỳ. Dù là bản Mickey nhưng gõ nó khá, tương đối là đanh, chứ nó không có chậm như cái con kia. Với lại nó rất là khó tháo cái phần này, rút kéo lên nó cứ bị chạy lên, nó không có bung cái con switch lên. Rồi về cái bàn phím á, thì là cái phần reloop của staff họ làm rất là gớm. Mình mới nói là gớm luôn á. Cái bộ staff này nó giống của con VN66 thôi, nhưng mà họ xịt cái gì một đống lúp trong này luôn. Xíu nó mở xuống cái mặt là chắc chắn nó dính đầy dưới luôn á.
Rồi ở trong cái phần này thì họ có cho hai cái miếng để che cái phần này lại để nó chắn bụi xuống, chứ còn về âm thanh thì mình thấy nó không có nhiều. Nói thiệt, ở bên cái con Leopold có một số con nó cũng có cái này, nhưng mà chỉ anh em chỉ có mod staff lại làm gõ nó mới ổn thôi, chứ lắp thêm hai cái này nó không có gì nhiều về âm thanh, chỉ là nó chắn cái bụi xuống dưới cái khe này thôi. Đó, cái phần đó là chủ yếu. Rồi, chúng ta cũng sẽ bóc cái núm ra luôn. Cái núm của con này nó theo cái hình khuyết bán nguyệt, thì anh em có thể xài núm của NJ50 hoặc là GMK Pro anh em lắp lên. Thì mình đi sơ qua là mình thấy có ốc ở trên play nè. Đó, có vài con ốc ở trên play. Tuy nhiên là nhìn sâu vô trong á thì cái play nó bị kẹp bởi cái top nữa. Đó là mình mới lọt xuống dưới thì mình thấy một số cái con ốc ở dưới này nữa, thì có lẽ là chúng ta phải mở cái dàn ốc này ra. Nó sẽ có một con ở góc này. Khá là nhiều ốc đó anh em. Con này ở mặt dưới nó có tổng cộng là 10 con đi xung quanh, với lại một con nằm chơi vơi ở đây. Thì cái con nằm chơi vơi đó để nó giữ cái phần này lại nè, chắc nó nằm ở đây đó. Thì sau khi mà mở hết 11 con ốc nó ra thì anh em dễ dàng anh em lấy được cái phần top này ra đó. Anh em tháo ốc xong là cái này nó bung ra, nó không có giữ bằng ngàm hay gì trơn. Mình tháo thiếu một con. Quê quá. Đó, thì cái phần ở trên này nó giữ hoàn toàn là bằng ốc thôi, chứ nó không có ngàm gì hết. Anh em thoải mái anh em tháo ra. Tuy nhiên là nó hơi nhiều ốc, đối với những anh em vặn tay á thì nó sẽ hơi cực. Đó, đây là một cái phần top, nó có cái miếng dài đây, nó chùm lên xung quanh. Thì cái phần này nó kẹp, cái xung quanh là nó kẹp, mặc dù là nhiều ốc nhưng mà nó kẹp thôi, nên là nó không có ảnh hưởng nhiều lắm tới cái việc gõ. Hồi nãy mình thấy ở cái phần này nó cũng rơ khá là nhiều, nên là cái âm thanh nó cũng không ảnh hưởng mấy. Rồi tháo thêm một số cái con ốc ở trên play nữa là chúng ta có thể mở được cái cụm này ra nè. Cái con này lại giấu dưới cái phần top nè, con này cũng giấu dưới top. Ở trên mặt play thì chúng ta sẽ mở thêm 6 con ốc nữa, thì bố trí như thế này là hai con ở bên này, hai con bên đây, đây và đây, với lại hai con ở giữa. Ở đây chúng ta có thể thấy là một số cái chỗ của cái ốc PCB play, thì anh em nhận biết ốc PCB play bằng cái này nè. Thì một số hãng khác họ sẽ làm cái kiểu khác, nhưng mà khi anh em nhìn thấy cái này nó là cái con ốc bắt PCB play.
nó là một cái trụ nó quay xuống dưới. Thì ở đây nó sẽ có 6 con. 1 2 3 4 5 6, nó cũng bố trí hai con bên này, hai con bên đây với hai con ở giữa. Rồi, sau khi mà mở mấy con ốc trên lay ra thì chúng ta sẽ nhấc được cái phần này ra. Thì bên nhà sản xuất họ có cho chúng ta một cái tấm foam cắt sẵn. Foam này là foam Eva rất là mỏng. Cái này khoảng độ 1 mm. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái công tắc để qua một bên. Đây, cái phần vỏ nó sẽ nằm như thế này. Nó kẹp xung quanh bằng những con ốc. Rồi xong bắt ốc từ trên lay xuống dưới nữa. Ồ, mặt con này làm rất là đẹp. Nó giống như cái con MD75. Nó có nguyên một dải linh kiện ở đây luôn. Socket trên con này là của Gateron, rất là cao cấp. Nó không có xài socket CY giống như những con phím giá rẻ bây giờ. Mặt làm đẹp, phủ resin màu trắng, rất là đẹp. Sẽ có cái phần công tắc ở đây nè, con vi điều khiển chính nè, còn con này là khiển led nè. Phần USB Type-C lại cái jack pin ở đây. Cái phần này hàng thì nó hơi lem nhem tí, nhưng mà không sao. Cái này là nhựa thông nó chảy ra thôi chứ không có gì đâu anh em. Rồi, hy vọng rằng mấy con này không có con nào nó bị kẹt. Ok, một em. May quá không có em nào bị kẹt hết. Rồi sau khi mà mở mấy con ốc PCB play thì chúng ta sẽ lấy được, tách được cái cụm này ra như thế này. Đó, như mình đoán là cái phần mở lúp nó có dây xuống ở trên bề mặt mặt, tuy nhiên là nó không có nhiều. May là cái mở này nó cũng khá là đặc nên là nó chỉ nằm ở trên thôi. Đó, cái mặt của họ làm là mặt xuôi hết, chỉ có là cái phần space là mặt ngược. Nó có để cái mã ở đây, Macfit 67 MK858 V1.0. ở đây có một số cái chân, một số cái chân nói. Cái này chắc để đưa phần mềm vô nè, flash firmware vô á. Rồi mình rất thích cái phần là họ làm, họ có để cái hình của cái tab ở đây. Khi mà anh em dán bayonet cho mặt á thì nó rất là dễ, anh em canh theo đây anh em dán là được. Còn cái núm này là núm EC11, mã là EC11. Rồi, mặt làm rất là đẹp. Dày, mặt này là dày 1.6 mm nè. Rồi, để cái mặt qua một bên. Cái phần foam của con này là nó có foam play luôn. Foam play này là bằng Eva, nó hơi cứng. Eva này mình thấy cái foam của con MMD75 rất là tốt. Còn cái foam Eva của con này nó hơi cứng, tiêu âm không cao. Rồi, cái phần stab của con này thì nó giống với lại con VN66 á, nó y chang luôn. Nhưng mà nên như vậy anh em có thể holy và lúp lại là nó ngon à, chứ không cần thay.
bộ staff này khá là ổn. Rồi ok, đó là tất cả những gì ở trên con MacFit 67 này. Thì ở trong video lần tới mình sẽ build, review lại nó. Thì bây giờ mình sẽ vẽ form và lên video cho anh em xem. Ok, xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.